bao nhiêu cũng hết. Để dành tiền mua túi xì hiệu đi. Một em hiệu Bon Bonite, hàng Âu. Con này giá trên web là từ 200 cho tới 300 đô nha mấy bà. Đó, tiền Việt không dưới 8 triệu một con. Qua shop tôi hốt về 450 cành. Con này Rosetti, hàng Úc. Con này rẻ không mắc, mấy chục đô thôi. Mới 100%. Binbon, da thiệt rất là đẹp mấy bà. Con này trên web cũng 300 đô nha. Nó 300 lẻ mấy rồi, 300 mấy chục đô. Shop tôi 450 thôi. Một con da thiệt nguyên miếng nha, hiệu Gianni Tiarini. Rồi, con này giá 200-300 euro nha mấy bà. Tầm 8-9 triệu Việt Nam đồng. Shop tôi 450 cành thôi. Hiệu Love Cat eBay 2-6 triệu một con nha. Tôi bán 450 cành. GAG, con này là hàng Úc nha, mấy chục cho tới 100 mấy đô Úc. Hàng cũ thì cũ chứ, đụng vô tiền không, mới 90% là được rồi.